Để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, 6 tháng năm 2024, Công an tỉnh triển khai quyết liệt các kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh sinh viên, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, triển khai các đợt cao điểm với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần 16.900 trường hợp vi phạm nộp ngân sách hơn 32,4 tỷ đồng, ghi hình phạt nguội 11.700 trường hợp với số tiền phạt hơn 30,5 tỷ đồng. Đấu tranh phát hiện bắt giữ 15 vụ việc, tạm giữ 66 mô tô, xử lý 118 đối tượng, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, bóp còi, rú ga, sử dụng không khí khi tham gia giao thông đã được kiểm chế hiệu quả. Trong thời gian tới, công an tỉnh tiếp tục tăng cường nắm tình hình, xây dựng và triển khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý quyết liệt các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quyết tâm thiết lập trật tự an toàn giao thông đường bộ và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.